rồi. Khoan đã đây. Như Đây đi đây đây quay đây đây quay đây. gần quá. À được rồi. Làm mất lên nhau đi mà không sao mà. Như tôi đi đứng xa anh chơi cái tay. Sao anh chơi cái tay. Rồi, nghe được rồi. Ok, cái cục này cứng nè. Đầu Cứng, nó cục này cứng. cứng. Nè, quay. Họ ghiền lắm. Ghiền lúc nào đó đi họ. Họ đang còn nhiều mà em. Lo chi, từ từ. Mấy cục luôn rồi. Bình Ba tĩnh. cục rồi cục. Mà răng nó Cứng đứng cũng rồi. không biết là phải quá không Lúc ta. nào mới làm Chắc ra được ta. không, chưa chắc 100%. Mà từ từ sợ thấy máu quá. Cái này phải đau không? Đau anh. Cái chất ngủ kim rồi. Đau quá thì chắc phải tiêm ti. Sợ cục giữa nó thôi. Xí. Chờ phút rồi hay là nó sẽ lây qua được cái này là nó sẽ vắng đi. Qua được cái đầu ở đây nên nó hơi cứng. Đầu không phải gọi điện đài người chứ. Sợ đau chịu không nổi đau không à? Bút đi đau không à. Coi 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 em kìa bài tập trung đâu quá từ từ xíu nữa trào rồi. Từ từ vậy ra bụi như bông bút bông á. Ôi chào mẹ ơi em bông bút bông đó hả mà lon gốc từ từ cái bắp gì đó mà slow motion mò khùng quá con quỷ không có sẵn văn từ từ ý là làm riêng mới đẹp chứ chị hoa lên tôi chậm mà giờ tám tuổi slow motion sâu sắc sâu sắc. Họ về coi sau. Xin lại gói một con rắn. Đi luôn á. Đi bố bông luôn á. Đã hay đã hay. Bóp thục chứ. Bóp thục đúng không? Đúng mà ăn bóp thục không? Bóp thục. Lấy như trong mà những đừng có đất đỏ này nhìn như đến đã hay. Chắc Ly rồi đâu có đau đâu. Bóp đi đâu đâu. Đau chứ. Vậy anh không tay đau là... mà lo đã ăn mỏi tay ui cái này mà đi bệnh viện là mổ thôi chị mổ ra đấy còn
châu. Còn nhiều lắm. Để cho thằng coi hả? Em lấy cái điện thoại em tới thu chứ. Thay được cái chữ loan gì? Xuất sắc quá nè. Này là cục Âu thôi. Cục Âu đấy mày. Cái cục này với cái cục giữa của anh kia nó to này. Hôm qua đây còn chưa đâu. Ba cục lắm. Cục giữa kia. Giữa mà cho trẻ. Lớp hả? Yên là chị tập trung chị quay. Này đừng. Lâu rồi mới có cái gì á. Có cái đợt nó như năm có lần. Cái lần của anh trước là có cái chén luôn á. Cái ly hứng luôn nha. Không cái nắng chảy. Cái nắng chưa già, cái nắng già quá nè. Cái nó màu trắng cái này màu đen. Đù. Này kêu là Út à, toàn coi đi chứ nhiều chuyện quá hỏi khơ. Đang ngoài mà không biết Út. Hỏi ăn chưa? Ăn chưa xít quá à? Hay luôn á. Dạ. Trứng trắng rồi nè. Xuất sắc rồi. Trứng trắng rồi đấy. Xít qua đây cho chồng họ coi. Xít cho anh coi. Nhiều lắm luôn á. Cái dừa nè, cái ở giữa này nó to nè, hậu sợ là sợ cái này. Ông cụm này to nhất. Cụm này bọn nó đang làm hả? Ừ, to nhất. Còn cái ở giữa thì nó ở giữa cũng ông nậu cụm này. Đó, đó. Cái này ở giữa to. Ủa, xuất sắc bị sợ bọn nó ơi. Đã thì. Để ta chứ đừng có khách vô nghe. Khách vô đâu, không nhận nữa. Đấy. Sao phê rồi. Nhìn trong video phê đúng rồi. Phê sợ đúng quá. Không do mình nhìn quen chứ họ mà không nhìn quen họ sợ liền, họ sợ liền, họ nhận liền. Mình nhìn quen nó đã. Trời ơi. Ui. Trời. Nhiều quá sợ luôn mà lo ngay. Là ba gì đó con chơi đi ba nặng bụng không con chơi với ba thì chơi mẹ đi ba không đi nặng bụng thôi ba nặng là nặng ba nặng một cục à gì không sao em sáng nay đó là em làm mũ mà mũ để là sẹo nhiều hơn cái này. Không, cái này mà lâu chứ lâu được cái bọc thì ok này. Đã nhiều quá. Lâu bỏ một cái miếng đấy chứ trắng đầy bỏ hai miếng. Trong một lần khi mua hộp hấu như thế. Sợ ăn văng thôi. Văng này đi tắm bánh này. Một cái là một 11 phút rồi đó, một cái là 11 phút chưa xong nè. À, phải quay đi. Quay là cái đất đỏ hay.
đang rất được. Ra hấp dẫn rất ơi. Cái gì đặc biệt này? Vâng, tê tay. Chưa hết rồi, hết được. Còn nhiều. Còn đó, cái cục con to này. Thấy chưa hết được không? Chị em đưa tiền. 2,5 nè. Ôi, tên tay tên nào luôn rồi. Tay đây. Tên tay. Ba tay. Cái đây đừng già ra không hơn. Coi đi đâu rồi. Ba tay. Tên nào nữa. Xem chút máy mình chỉ á. Sợ ăn bay quá đi. Úp mặt là ăn bay. Là sợ là mà đau là nói nha. Đau quá thì em tim tê vô. Đau mà. Đau, mình nó chợ lên cọc giữa thôi. Cọc giữa thì tim tê. Có thuốc tê mà lo gì. Sợ nó qua cái đó. Ra rồi, qua yên đó qua bên đây chứ. Ú, được rồi. Chắc là cùng. Đâu kìa. Quay lên điện thoại ra đây. Thôi. Nè, đem đi lau không chạy gái. Đi xử đi lau. Lau đừng có đi rửa đi. Chống nước mà vô lấy xịt phòng rửa đi. Biết mà, sẽ bay mà. Con yên hứng cho bà lon bóp cho nó cái yên lấy đồ không gì. Cái bông che miệng lại xíu sơ sơ. Không che, phải che phía trên này nè. Cái miệng này chứ phải cho to xíu nữa. Công kim. Không. Bà đang cố chịu đựng. Nói đi về mà. Cần đâu chưa làm thịt bò xong mà. Đang ngủ kìa. Cục thịt đâu mà cục thịt. Cái cục này cục gì? Cục mấy cục chi mấy cục thịt. À. Dẫn em đi chỗ khác bay đó. Bay người. Bay quá này. Chắc chắn là sẽ bay. Tay bọn rớt luôn.
được cái đà này là bóc tiếp. Thank you.
nha.